Vâng, rất nhiều bác điện đến Phúc Yêu và anh Phúc ấy. Thế bây giờ có một con xe nào gọi là ngon bỏ rẻ, tiền ít và thịt nhiều không? À, có nghĩa là tiền ít thôi nhưng mà nó phải là xe dành cho doanh nhân hoặc chủ tịch. Có nghĩa là đi chạy thì sướng, đầm chắc, cách âm trong ồn tốt và tất cả các vị trí phải đạt cái tiêu chí. Thì ngày hôm nay Phúc Yêu mang tới cho anh chị một cái xe đạt tất cả cái tiêu chí cao cấp nhất. Nhưng đặc biệt, cái giá bán này đang là 460 triệu. Và hôm nay chiên cho các chị 60 triệu một giá thôi nhé. Xe bao nguyên zin nguyên bản. Đấy. Vậy thì chúng ta đi tìm hiểu nhé. Tìm hiểu luôn nhé. Đầu tiên là tìm hiểu từ cái vị trí nhỏ nhất đi, là các tam ly ganh cửa đi. Đấy. Tam ly ganh cửa này. Đấy. Đấy. Có đèn viền upline luôn. Đó, màu hồng luôn nhé, đi buổi tối rất tuyệt vời. Và ghế toàn bộ được chỉnh điện này. Chỉnh điện trên tâm đi. Có 3 vị trí như ghế này. Và ở đây là được ốp gỗ ốc chó này. Được chưa? Một loại gỗ cực kỳ cao cấp dành cho xe sang. Và ở trên này nó là nhựa mềm thì cực kỳ bền và tăng được cường độ cách âm trong ngồi. Nhưng còn rất mới nhé. Còn rất mới. Đấy. Dàn âm thanh thì cứ tưởng tượng là chúng ta vào vũ trường như thế nào thì cái này nó đập mạnh và hay uy lực như thế. Khẳng định các bác luôn. Đấy. Đây là dao bỏ Mỹ này. Và từng đường kim mũi chỉ là nguyên zin nguyên bản, độ hoàn thiện chính xác 100%. Đó. Bốn cánh cửa là auto, gương kính để chỉnh điện. Đấy. Đấy là cái vị trí đầu tiên để cho các bác có thể chiêm ngưỡng nhé. Và con này chạy độ cách âm trong ngồi miễn bản và độ ôn hoàn toàn thì được đánh giá là hàng đầu thế giới. Để chứng minh về cái việc mà tại sao mà cách âm trong ngồi tốt thì đây. Nó có hai lần gioăng, một lần gioăng hơi và một lần gioăng này nó là một loại gioăng như kiểu gioăng nỉ cực kỳ bền. Đấy. Khi đóng cửa lại thì đây là gioăng zin mà nó bền. Một loại gioăng hơi khít vào đây và cái gioăng nỉ thì sẽ khít vào đây, bám vào đây. Có nghĩa là tăng cường lên hai lần gioăng để tăng cái độ kín cách âm trong ngồi. Tuyệt vời chưa các bác? Và cái vô lăng thì nó rất là đáng yêu vì đây là bản cao cấp thì nó đã trang bị AMG hoặc chúng ta có thể gọi là AMG. Thì có thể lấy là nó trang bị một cái vô lăng ba chấu vắt đáy. Vắt đáy rất đẹp và ốp gỗ này. Ốp gỗ các bác này. Đấy, nhìn ốp gỗ rất là đẹp nhé. Và cái phím bấm hình chữ nhật này. Và tất cả đây là nhôm xi này. Rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn. Chất. Và bên cạnh thì có gãy số vô lăng này. Có hạn chế tốc độ ga tự động cruise control này, xin nhan này, đèn này, gạt mưa này, auto này và có chỉnh vô lăng điện luôn. Vô lăng chỉnh điện luôn. Đấy, ra vào thụt thò. Đấy, rất ok đấy. Và đèn toàn bộ là auto, nhưng cái phím đèn của nó thì toàn bộ là trang bị vật liệu cao cấp hàng đầu thế giới nên nó đẹp. Con này nội thất màu kem và trên này cũng là nhựa mềm luôn. Đấy, cửa gió điều hòa rất đẹp. Và mặt đồng hồ thì cực kỳ thể thao và sắc nét. Yêu chưa? Đấy. Dàn âm thanh thì trang bị là 6 đĩa CD cực hay. Màn hình đầy đủ. Đấy. Có rèm che nắng là rèm điện, bấm một nút này là xong. Đấy. Chế độ vận hành thì có 3 chế độ E, M và S. S thể thao, E là tiết kiệm nhiên liệu, M là mạnh mẽ và S là thể thao. Và da xịn sò, củ số thì còn mới tinh. Đó, các bác thấy không? Đấy. Từ cửa gió điều hòa đẹp tắt nắng luôn. Đấy. Bản chỉnh trung tâm. Đấy. Nghe phê luôn. Đấy. Tất cả phần gỗ rất đẹp luôn. Đấy, rất đẹp bản trung tâm nhé. Thì đó là những cái tiêu chí. Đấy, có một cái cam hành trình rất là to. Đây các bạn nhìn này, phê chưa, yêu chưa. Đấy, ghế chỉnh toàn bộ là chỉnh điện nhiều hướng, 3 vị trí như ghế cho cả bên lái và bên phụ. Đấy, đến cái này, cái tựa đầu này cũng được chỉnh điện. Đấy, xịn sò này các bạn này, lưng lên này. Đấy, và hạ xuống êm ru. Đó, êm ru các bạn thấy không. Và ghế là ghế zin da bò Mỹ xịn sò, có tuổi thọ vài chục năm. Được chưa? Đấy. Con này là chạy hút khí tự nhiên. Tôi không thích chạy turbo. Turbo nó trễ và nóng máy, không bền. Chạy sướng thì chạy hút khí tự nhiên. Con này đường trường thì các bác có thể chạy ổn định. Nó rơi vào khoảng 8 lít trên 100 km. Đó là đường trường. Đó. Còn đường phố thì như thủ đô Hà Nội thì có những đoạn đường 1 km đi 2 tiếng thì không biết như nào cho nó đúng được. Đúng không ạ? Các bác ok chưa? Và đây các bác, đây là tâm ly bên phụ cũng được trang bị tất cả là xịn sò, 3 vị trí như ghế và toàn bộ ghế chỉnh điện nhiều hướng. Đây ạ. À. Và còn rất mới,
rất mới luôn. Đấy các bác nhé. Đó, vậy thì chúng ta nhìn ngắm đây, các bác nhìn này, có óc chó đẹp, vần quá đẹp luôn. Đó, các bác thấy không? Đấy, và phần trần thì nó đèn như máy bay luôn, cực kỳ siêu hiện đại. Ghế zin nguyên bản thì các bác nhìn cho em, được cái màu kem trắng này, nội thất kem nữa thì quá tuyệt vời. Đó, tuyệt vời chưa? Và như chỉ cần như vậy thôi thì đủ, đạt đủ tiêu chí nè, tiền ít thịt nhiều, ngon bỏ rẻ các bác ạ. Và cái ghế sau thì các bác có thể chiêm ngưỡng nhé. Đây này, từ cái tựa đầu này, cực kỳ xịn, dành cho ông chủ này. Và có rèm che lắng phía sau này, rèm điện nhé. Đấy. Và ghế zin nguyên bản luôn, có cửa gió điều hòa phía sau. Đây, các bác nhìn này, từ cái tựa đầu này, nhìn từ phía sau lên phía trước không bị tức mắt vì nó đẹp, muốn nhìn mãi các bác ạ. Đấy. Phê chưa? Đấy. Phê chưa các bác? Đó. Và bản tâm đi, bên cạnh này cũng có rèm che lắng cho ông chủ này. Yên tâm là không bị lắng, nhưng bằng cơm thôi, chứ khó cơm thôi các bác ạ. Đây các bác nhìn này, yêu chưa? Đấy. Quá xịn sò luôn. Đó. Và miễn bàn. Và vậy thì la răng của nó là bản cao cấp AMG, thì nó được trang bị một bộ la răng ngôi sao 5 cánh kép. Các bác nhìn này. Và đĩa của nó là đĩa cao cấp đục lỗ thông hơi để giảm cái nhiệt nóng khi phanh liên tục, không bị bó phanh, và cổ phanh cực kỳ to để tăng cái độ bám ma sát mỗi khi phanh nó an toàn hơn. Đó. Và các bác nào đang đi cái dòng xe khác mà đạp mãi nó không nên thì chuyển sang con này. Máy V6 3.0 hút khí tự nhiên, vô cùng mạnh mẽ. Vào đây, máy là trắng tinh luôn từ con ốc các bác này. Các bác có thể chiêm ngưỡng luôn nhé. Chất bao nguyên zin nguyên bản, không đông xô, không thủy tinh ngập nước, và máy số nguyên zin. Đấy, cam kết bằng văn bản luôn các bác nhé. Yêu luôn. Đấy, yêu luôn. Máy V6 con này chạy rất đã luôn. Nói với ai mà đang chán chân một cái dòng xe mà đạp mãi không lên thì có thể chuyển con này. Đây các bác nhìn tự ụ giảm sóc của nó này, nó đã chưa? Đấy, nó quá đã luôn. Đó, đây. Đây, từ con ốc này, đèn này, đấy, phần nhựa này, đấy, quá chất luôn các bác ạ. Đây, sang đây ụ giảm sóc này, chuẩn men luôn nhé. Đấy, cái tổng phanh này, từ cái tem này, đấy, còn đầy đủ các bác ạ. Đấy. Và chiếc xe này thì nó là một cái thế hệ mới, nó lên công nghệ máy CGI và hộp hố số chữ danh 7G Trolix của hãng Mercedes. Có giải đèn LED định vị ban ngày bên dưới, đèn bi thích ứng ngốc ngái có nghĩa nó sẽ liếc. Đấy. Và xin nhan cũng rất rõ nét, cảm biến cảnh báo va chạm 4 lúc quanh xe, có rửa đèn, đèn tích hợp bao rẽ trên gương. Nói thật với các bác, chạy con này thì phê nhức óc luôn. Và độ an toàn của Mercedes thì nó là hàng đầu thế giới, cái này không có gì phải bàn cãi các bác ạ. Không có gì phải bàn cãi các bác nhé. Đây là một chiếc C300 thì nó là bản cao cấp nhất, có C200, 250 và 300. Thì 300 thì nó là bản cao cấp nhất, thì nó được lên AMG. Thì chúng ta rất dễ nhận biết là cái la răng. Đó, và tất cả là nó là trang bị full rồi. Đấy, full rồi các bác ạ. Và xuất sắc luôn. Tiền thì thời điểm này là chi ân, tiếp tục chi ân cho các bác một con C300 này nữa. Đó, từ 460 triệu một giá duy nhất, còn 400 triệu, bao cam kết xe không đâm xô, không thủy tích ngập nước, máy số nguyên zin nguyên bản. Giá này đã bao rút hồ sơ. Đấy, đã bao rút hồ sơ cầm tay rồi các bác nhé. Đấy, không có giá thứ hai. Và cái xe thế hệ mới này thì nó đã lên form rồi. Đấy, cả đèn sau thì cũng là vạch, là hai vạch đèn nét rồi. Về độ đẹp thì không có gì phải bàn, mà chạy con này thì báo cáo các bác là nói chung là Camry kể cả mới tinh không có tuổi để mà nó mới chạy. Đấy. Con xe này thực ra nó có rẻ tiền đâu. C300 các bác muốn sở hữu mới thì các bác phải bỏ ra bao nhiêu tiền ạ? 2.500.000.000 đồng. Đấy, kể cả bô. Đấy, còn mẹ rất đẹp luôn, cảm biến cảnh báo va chạm 4 quanh xe. Các bác có thể chiêm ngưỡng đi. Đấy, nó có xứng đáng không? Hôm nay chiên cho các bác một giá 400.000.000 đồng. Vâng, duy nhất, còn duy nhất một con C300 này thôi. Ba con nhưng bán hết rồi. Còn duy nhất một con này thôi các anh chị nhé. Đó, một con duy nhất thôi. Đó, các bác nào quan tâm thì điện ngay cho Phú Yô 0935 32 3333. Hoặc đến địa chỉ phố Hồng Quang, đường An Định, thành phố Hải Dương. Đấy, hoặc là các bác cứ sức vào xe và đam mê. Trên Google Maps là dẫn các bác tận nơi luôn. Đấy, cốp này.
nỉ này, cực kỳ cao cấp và rất rộng luôn. Đấy, rất rộng luôn các anh chị nhé. Đó, tuyệt vời chưa? Đó, bản này thì được cái là có lốp dự phòng đầy đủ. Đấy, không thiếu một cái gì. Đấy, các bác này, rất rộng luôn. Đó. Các bác nào quan tâm thì cứ đến đây cầm lái trải nghiệm, đánh giá chiếc xe thực sự có chất hay không. Đấy. Cái mức giá hôm nay thì nó yêu nhất Vịnh Bắc Bộ rồi. Đấy, chi ân cho các bác nhé, một giá thôi. Còn bây giờ các bác nào quan tâm thì chúng ta dành một chút ít thời gian đi xuống phần gầm của chiếc xe để thấy được hết giá trị và chất lượng của nó. Xin mời tất cả anh chị. Vâng, không cầm máy móc là kết cấu như ngôi nhà các bác. Đúng là đi xem xe cũ mà không xem phần gầm, khẳng định các bác vất luôn. Đấy, tại sao mà tôi luôn luôn là khẳng định cái giá trị của mình mà quay cho các bác phần gầm thì các bác có thể thấy là sự khác biệt. À, cái này thì hoàn toàn nó là hợp kim nên nó trắng nhá. Đấy, không bao giờ bị han và nó cứng. Đây này, các bác nhìn cho em này, đến từ những cái càng đỡ máy này cũng là kẽm các bác nhé. Đây này, củ phanh này. Này, các bác nhìn đi xe này, từ vạch sơn này. Đấy, đây này, các bác có thể nhìn không? Ok chuẩn chưa? Đấy, kẽm này, không bao giờ han, vật liệu của nó thế này cơ mà. Đấy, vậy an toàn nữa thì chúng ta xem được, tránh được đâm xô, tránh được thủy kinh ngầm nước, máy bỏ đây, máy này từ con ốc này. Đấy, chuẩn zin hết nhá, máy khô giòn và ra máy còn rất sáng, không sợ bỏ, không sợ bị ngấm dầu ngập nước các bác ạ. Đấy, xem xe nó mới chuẩn như thế, từ cái tắc cắt te này, đây này, từ chân sâu lên kia cả khô giòn hết. Và đây này, hệ thống hộp số này, từ con ốc này. Đấy, tất cả nguyên vạch sơn hết. Đây các bác nhìn cho em này, à, chuẩn men chưa? Đấy, từ con ốc này, nguyên vạch sơn nhà máy luôn. Đấy, xe chuẩn thì nó phải như vậy. Đây này, gầm của nó này không bị sập gầm gì, tất cả phẳng lừ hết, từ những cái tấm nhựa nhé, bảo vệ gầm. Và cái vật liệu của nó thì cái bô của nó là thép không rỉ nhé, nó chịu nhiệt nóng. Đây các bô này. Đấy, các bác nhìn nó sáng trưng luôn, và nó tăng cường độ cách trong ồn nó rất nhiều lớp, một lớp, hai lớp và ba lớp này, lớp nỉ này, nguyên zin nguyên bản này. Hộp sàn nó là thép C55 nên không bao giờ bị han và rất cứng. Dòng xe bình thường thì dùng C45 thôi, nó vẫn mềm và han. Bô của nó, đấy, gầm tại sao mà cứ trắng tinh các bác ạ. Đấy, em vừa rửa con nước nã, nước này, vấn đề này, nước này, nước này, nước này. Đấy, bô zin nhá. Đấy, chuẩn men, cầu sau là cầu đẩy rất là khỏe. Đây, hệ thống treo đa điểm, toàn bộ là rất chuẩn, hợp kim hết các bạn. Đây, bô này, chả bao giờ han, các bác nhìn này. Đấy, cái xe bình thường, cái dòng xe Nhật, xe Hàn thì đương nhiên cái vật liệu nó không trang bị như này được. Và chúng ta xem những cái răng sau này. Đây, đầu rất xi này, chuẩn nhá. Răng sau này, đấy, không có méo bẹp, không có cong vênh, có nghĩa là không bị va chạm. Đầu rất xi này, chuẩn hết các bạn ấy. Đấy, xe nó phải chuẩn thì mới quay như này. Đây, những cái ô tôn sau này, các bạn nhìn này, toàn bộ là hợp kim titan đấy, rất là cứng và bền. Đấy, con xe chạy này nó không đầm thắm không được các bạn. Thank you tất cả mọi người, đó, xe chất phải thế này. Các bác tự tin đi. Đấy, mua xe và xe đam mê thì không cần check test. Đấy, như này thì tôi đã làm cái bài check test cho các anh chị luôn rồi, đúng không ạ? Thank you tất cả mọi người.